Huyền ơi, mở bài 10 nhé Huyền, được chưa? Ordering drink. Okay. Chị đọc trước nhá Huyền. Bật mic Huyền ơi. Rồi ạ, chị đọc đi ạ. Hi there, what can I get for you? What do you have on tap? Guinness, Heineken, Corona and some Madams. On second thought, I like something a little stronger. Do you have any drink specials? It's happy hour, so all our cocktails are half price. All right. I'll have a strawberry daiquiri. Coming right up. Do you want to start a tap? No, that's okay. How much do I order? $4.25. Here's the ten. That's okay. Okay, rồi đổi vai nào nào. Bây giờ đọc từ từng 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 từ nhá. À, từng câu xong rồi dừng lại nhá. Đổi vai nào. Hi there. What can I get for you? Good. Câu này được này, rồi tiếp nào. What do you have on top? Tap. Tap hoặc là tap. What do you have on top? Rồi. Guinness, Heineken, Corona and St. Madams. On second thought, I like something a little stronger. Do you have any drink specials? It's happy hour, so all our cocktails are half price. Đừng lại, cả bị là Huyền á, là em đang bị là từ này em với từ kia em chưa dứt khoát với nhau mà em kéo nó trong cùng một cái luồng. Đọc từng từ một và theo cái nguyên tắc chunking là cái cốt lõi em nha. Chứ đừng có đọc lướt theo audio mà em nó ra thì dòng một dòng khác với audio lắm. Bởi vì là trong cái âm em chưa sắc. Ví dụ này. It's happy hour. Hour. Đọc lại đoạn này chị xem. It's happy hour. 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 Yes. Rồi tiếp nào. So all our cocktails are half price. Rồi. So all our cocktails are half price. So all our cocktails are half price. Cocktails. Đồng âm nhịn âm một. Cocktails are half price. No. Khi em đọc half price có nghĩa là không có một cái từ đồng âm ở đây mà đồng âm âm một nên nó sẽ là half price. Half price. Half price. Price. Yes, đúng rồi. Tiếp nào, đọc lại cái đó cho xem. It's happy hour, so all our cocktails are half price. No, cocktails. Cocktails. Đúng rồi. Sẽ đọc lại. Yeah. It's happy hour, so all our cocktails are half price. No, từ cocktails and half price em làm chưa được. Cái tông âm nó không rõ ràng. Rồi tiếp nào. All right. I have a strawberry daiquiri. Coming right up. Do you want to start a tap? Do you want to start a tap? Do you want to start a tap? Em đầu tiên đùa chính xác, em làm cho được thì khoan đã làm đồ thiên thảo. Từ nào ra đó, do hình do. You wanna start a tap. Rồi em đọc lại nào. Do you wanna start a tap? Yes, đúng rồi. Từ nào ra từ đó em nhỉ? Tiếp nào. No, that's okay. How much do I owe you? $4.25. Rồi dừng lại nào. $4. Sau này có âm EZ em thấy chưa? $4. $4.25. No, không phải 25 mà là 25 hạ xuống. 25 cents.
Rồi, ok, tiếp nào. Here's your change. That's okay. Yes, rồi, tiếp nào, 31. Từ nào ra từ đó này? Đó. Good morning. Good morning. I'd like to mail this package to Mexico. Do you want? No, Mexico, trong âm âm một. Mexico. Yes. Do you want to send it first class, priority, or express? No, mà là it's, mà là x. Express. Đúng rồi. What's the difference? First class will get there in 15 to 18 business days. Priority in 8 to 10 business days and expressed to in 2 to 3 business days. Business. Hai âm z ở giữa âm s của em này. Business. Đúng rồi, yes, đúng rồi. Tiếp nào. First class is fine. It's not urgent. Can I get a tracking number for the package? Sorry, only with express mail. Không phải mail. Mail. Cũng phải là mail, cũng phải là mail, mà là E-I-O, mail. Mail. sao nha còn cái quả gì nó động vang 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 sao về tiểu tuyết bưởi chị ơi đi nấn đó là quả dưa lưỡi hay là cái quả gì mà nó cứ vang 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 bưởi phúc trai kìa cái này chứ để ăn cả năm đấy chị ạ đâu chỉ cần 10 ngày thôi là hết mà 10 ngày thì sao người lại mua lại để lại luôn đúng rồi hết mùa bưởi thì thôi. Xong rồi ở Huế có thanh trà em. Thanh trà ngon lắm mà vậy. Em biết thanh trà rồi, mùa nào nhà em cũng được gửi ra để ăn ấy, nhưng nó không ngon bằng bưởi Phúc Trạch đâu chị ạ. Bưởi Phúc Trạch là ở chỗ nào trong ấy? Hà Tĩnh ạ, Nghệ An Hà Tĩnh ấy chị. Ok để năm đi chị thử coi mà năm đi vận chuyển đi được đâu. Không được, Hà Tĩnh vẫn chuyển bình thường, hôm qua nhà em vừa mới nhận đồ mà. À rồi. Chỗ đó là em mua hay sao? Đấy, chỗ này là mua để ăn. Tí nữa inbox chị có test nhá. Thì chị xem. Ok chị. À, tí chị nhắn em địa chỉ, em báo chị gửi thẳng ra cho chị luôn. À, ok em. Rồi tiếp nào, đọc tiếp nào. Ui hồng quá. Chị. Thì bác kẻ này. Đã chốt được đơn hàng rồi. Rồi ok em đọc tiếp đi. I'll stick with first class. Would you like to add insurance or delivery confirmation? No, that's okay. I'll just need you to fill in this customs form. Sure. How much does it cost to mail postcards? 32 cents each. Tốt lắm. Rồi bây giờ này. Tụi em để ý này. Custom form thì chỗ này em đọc. Em cần đọc là customs, xong rồi em đọc form. Bởi vì ở đây nó có ba phù âm đứng liên kề là âm M, âm Z và âm O. À, âm M, âm Z và âm F. Thì em chỉ cần đọc âm thứ nhất, em bỏ âm thứ hai và em đọc âm thứ ba. Thì như vậy, custom form, chứ không cần phải là customs form. Ok? Đổi bài nào, đây là một bài khó. Chị ơi, nó còn ba câu ở trang sau nữa chị ạ, có đọc nốt không? Bài bao nhiêu vậy chị Tú Anh? Bài 11 em ạ. Rồi. Sunny đọc tiếp đi em. Then I'd like to mail this 10 postcards. Then I'd like to mail this 10 postcards too. All right. Would you like to buy any stamps or envelope today? No, thanks. Okay, your total is 33.70. Rồi, ok, đổi vai nào. Ra vai này. Good morning. Good morning. I'd like to mail this package to Mexico. Dừng lại nào. I'd like.
I'd like to smell đúng rồi. This package to Mexico. Yes. Do you want to send it first class? Dừng lại. Sunny, em phải đọc chậm. Do you want? Đừng có đọc lướt. Do you want? No, chưa được. Em bị mất chữ you rồi. Do you want? Do you want? Yes, đúng rồi. Nhận ra vấn đề chưa? Ok, lại nào. Do you want to send it first class, priority or express? Rồi, dừng lại nào. First class, trong âm nhận âm 1. First class, priority or express? Yes, tốt rồi. Tiếp nào. What's the difference? First class will get there in 15 to 18 business days. Priority in 8 to 10 business days. And express in 2 to 3 business days. First class is fine. It's not torrent. Can I get the checking number for the package? Sorry, only with express mail. I'll stick with first class. Chỗ này Huyền phải đọc là express mail, một cái cụm từ, một cụm danh từ của nó. Only with express mail. Only with express mail. Yes. I'll stick with first class. Would you like to add insurance or delivery confirmation? Rồi, dừng lại nào. Chỗ này. Chữ you, em hay đọc là bị lướt lắm này. Do you like to add insurance? Sau insurance có âm S. Delivery confirmation. Em đọc lại. Would you like to add insurance or delivery confirmation? Yes, như vậy là đúng rồi đó. Tiếp nào. No, that's okay. I just need you to fill in this customs form. Sure, how much does it cost to mail postcards? 32 cents. Then I'd like to mail this 10 postcards too. All right. Would you like to buy any stamps or envelopes today? Oh, envelope. Trong âm nhận âm 1. Envelopes. Em đọc lại cho câu. All right. Would you like to buy any stamps or envelopes today? Yes. No thanks. Okay, your total is 33.70. Okay, ổn rồi đó. Bây giờ Huyền để ý chị về cái phần là trọng âm. Trọng âm là em hay sai này. Bởi thứ hai là you. Rồi, bài 13 nào. Ha và Hiểu đọc. Bài 12 Hà và Hiểu không đọc hả cô? Bài 12. Đọc chưa nhá, Hiểu nhá. Do you need any help? Yes, I'm looking for polo shirt. Okay, we have a few different styles. This one's more racy and this one's more casual. Can I try this one? This one? Sure. The fitting rooms are right over there. How were they? I like the casual shirt, but it's too loose. Do you have it in a smaller size? Let me check. Yes, we do. Here's the medium. Was it okay? It fits perfectly. But do you have it in green instead
of blue. One moment. Here's the dark green and the light green. I like the dark green one. How much is it? Normally $39.95, but it's on sale for $29.95. I take it. Beautiful. Ha ha ha, em đọc rất là chắc này. Âm nào là chắc âm đấy. Em tiếp tục duy trì như vậy nhá. Con Hiểu nghỉ 3 tuần rồi ha. Quay lại vẫn ở biết đọc như vậy là xin lắm đấy. Chúc mừng nha, không quên đâu. Yeah. Tiếp nào, bài 13. Em đọc luôn à? Ai đọc? Hai, à, hiểu về ha. Em với chị Hà tiếp à? Dạ. Đi. Em đọc trước không? Về dài. Joe and I are celebrating our 10th anniversary this month. Anniversary this month. Congratulations. I'm curious, how did you two meet? It was in college. I was actually going on with someone else at the time. Oh, really? Who? The guy named Mike. He was captain of the basketball team, and the girl had a crush on him. So I was worried when he asked me out. We started dating, but we really didn't have much in common. So that's when Joe showed up and swept you off your feet. No, actually, it wasn't love at first sight. We became friends, and sometimes it seemed like he was flirting with me, but I wasn't really attracted to him. I thought he wasn't my type, but over time I really realized I wasn't falling in love with him. Well, you two are the match made in heaven. How he posed the question. Believe is or not. He never officially proposed. When things started getting serious, we moved in together and A couple years later, we decided to get married and make it official. Are you doing anything special for your anniversary? Yeah, so our wedding was really low. Never had a honeymoon. So he surprised me by planning a two-week romantic getaway in Costa Rica. That's so sweet. I hope you have a wonderful time. Okay. Lắm. Cái bài này. Rồi. Chị Vân nào. Chị Vân đi tiếp bài 13 chị. À, 14. Chị mọi đọc người nhớ chị cười để em chụp ảnh nhé. Thì mọi người nhớ cười để em chụp ảnh nhé. Đây, Hiền đâu rồi? Chị đọc về ai đấy hả Hương? Đọc nhỏ, chị đọc về ai?
À, chị ba người, em. Nhóm chị ba người. À, bây giờ chị đọc với ai cũng được. Chị từ từ. À, thế chị với chị em, với em, Hà hay với Hiếu đi hai bạn. Em với chị Vân. À, okay. Rồi. Bài mười mấy nhỉ cô? 14 chị Hằng Hằng nhỉ? À, bài 14. 13. Cô mới nói 13 hả? 13 hay 14 ạ? 13 đi, đọc lại 13 đi. Bài 13 đọc dài. Đọc cho suôn bài này khó. Vậy giờ chị Hà đổi vai lại đi. Này chị Hà vai. À, em đọc chứ. Joe and I are celebrating our 10th anniversary this month. Congratulations. I'm curious. How did you two meet? It was in college. I was actually going out with someone else at the time. Oh, really? Who? This guy named Mike. He was captain of the basketball team, and all the girls had a crush on him. So I was thrilled when he asked me out. We started dating, but we really didn't have much in common. So that's when Joe saw up and swept you off your feet. No, actually, it wasn't love at first sight. We became friends, and sometimes it seemed like he was flirting with me. But I wasn't really attracted to him. I thought he wasn't my type. But over time, I realized I was falling in love with him. Well, you two are a match made in heaven. How did he probe the question? Tiếp đi. Hả? Hà bị đứng rồi sao? Officially. Không, em vẫn em. We moved in together, and a couple years later, we decided to get married and make it official. Are you doing anything special for your anniversary? Yes, so our wedding was really low-key, and we never had a honeymoon. So he surprised me by planning a 2-week romantic getaway in Costa Rica. So sweet. I hope you have a wonderful time. À, chị muốn hỏi Hà một cái là cái em đọc như vậy hay là em đọc mà thì em mượt và nó chắc như vậy. Em chỉ đọc nhiều đấy. ý là cái phần em nghĩ là cái phần làm bài Được rồi. Giờ đây thì em đang em khúc quan trọng được, cái bị đứng được. Mất tiêu. Nói lại. đoàn này là đang cổ tin dậu nghe đấy cô ạ. Đấy đúng lúc quan trọng nhất là mang cái bị đỡ. Nghĩ là tường thuật là. Lúc em làm cái phần Anh Việt đấy thì em làm thành hai cột đấy, một cột là tiếng Anh ấy, một cột tiếng Việt bên cạnh. Sau này làm tiếng Anh thì em viết luôn cái phần phiên âm ở bên dưới ấy, thì em sẽ nhớ cái phiên âm. À. Em nhớ chính xác phiên âm mà em à. Em đọc. Bao nhiêu vậy em? Em luyện đọc thôi. Ông tâm bao nhiêu lần em luyện cho một bài? Như cái bài dài này thì vì là luyện để cô review lên em cũng đọc khoảng 50 lần. Đọc 50 lần. Đọc xin kì. 50 lần. Ok. Rồi tiếp nào. Nhóm của bạn nào. Bạn trước em. Bài 14. Hôm nay em chưa đọc đến bài này. Bài này ngắn mà. À, bèo cái xong ấy. Ok. Chị báo nha. Em đọc trước đấy. Yeah. What's for dinner tonight? What are you planning on cooking? I'm not making anything. If you plan on eating your
What am I supposed to cook? What do you feel like having? I want some chicken and potatoes. That sounds really good. When are you going to make it? I have no plans on cooking tonight. Fine, I'll make it. I knew that already. Đổi ngược vai lại. Bây giờ là đọc chấm nhá, tập đổi chấm này. Bạn đọc 34 luôn hả cô? 34 luôn. Well, for the dinner tonight. What are you planning on cooking? I'm not making anything. Oh, if you plan on. Cái này chưa đạt đồ thành thạo này. Ví dụ như hôm nay, tối nay mình ăn gì nhỉ? Thì phải hỏi với giọng mời mọc như thế nào, hỏi mà như bảo là không ai một đám luôn á. Nói về được. Em chỉ đang đọc thôi, coi chưa có theo kiểu có ngửi điều về là tình cảm ở trong. Bởi vì cuối cùng là cái ngôn ngữ nó chỉ chiếm 7% thôi à. Quan trọng là cái cách mình thể hiện cái ngôn ngữ nó như thế nào. Nó chiếm đến 93% hiệu quả giao tiếp, chứ không phải là chỉ đọc được. Ok, lại nào. What's for dinner tonight? What for dinner tonight? Đó, thì khác liên đọc được mà. Lại nào. What for dinner tonight? Đúng rồi. What are you planning on cooking? I'm not making anything. If you plan on eating, you are. What am I supposed to cook? What do you feel like having? I want some chicken and potato. That sounds really good. Yes. When are you going to make it? I have no plans on cooking tonight. Why? I make it. I knew that already. Already? Already. Rồi, tiếp nào, 25 nào. It's a beautiful day, isn't it? It's a beautiful day, isn't it? Sure is. There's not a cloud in the sky. And it's not too hot. A humid diner. I love it when it's warm with libraries. Yeah, it's supposed to be a real scorcher tomorrow, though. No. Oh, really? That. There is supposed to be a real scorcher tomorrow, though. Đọc một trong cùng một cái luồng hơi như vậy. Chứ em không ra và cuối cùng đến khi là người ta không hiểu. Đọc lại nào. It's supposed to be a real scorcher tomorrow, though. It's supposed to be a real scorcher tomorrow, though. No, hạ xuống. Though. 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 Từ though này nó giống như kiểu mà nói he. Em có biết cái từ nhỉ hoặc là từ he không? Đây. Nhưng ngày mai sẽ có vẻ nóng lắm này. Thì em thấy á, cái từ vâu ở đây nó không có nghĩa gì hết á. Mà chị đúng không? À, đúng không nào? Thêm dấu cho đó. Đó. Xuống. Yeah. It's supposed to be a real scorcher tomorrow though. It's supposed to be a real scorcher tomorrow though. Yes. Oh, really? That perfect because my kids have a pool party in the afternoon. Okay, I wonder if we are going. Oh, really? That's perfect because my kids have a pool party in the afternoon. Đọc trong cùng một cái luồng hơi và muốn có một cái luồng đọc dài như vậy, buộc em phải luyện kỹ, không còn cách nào khác. Rồi, lại nào, bạn. Oh, really? That perfect because my kids have a pool party in the afternoon. I wonder if we are going to. Perfect. Perfect. Yes, rồi đọc lại nào. Oh, really? Oh, really? That perfect because my kids have a pool party in the afternoon. Rồi. I wonder if we are going to. Chưa được. That perfect become my kids because sao bị co có âm z, my kid có âm z, have
a pool party. Pool hạ xuống, party đưa lên hạ xuống. In the afternoon. Rồi em đọc lại các câu này. Oh, really? That's perfect. Because my kids have a pool for party in the afternoon. Rồi. Oh, really? Oh, really? Yes. That's perfect. Because my kids have a pool party in the afternoon. Yes, tốt hơn đó. Rồi tiếp nào. I wonder if we are going to have a heat wave like last summer. No, bây giờ này. I wonder if we are going to have a heat wave like last summer. I wonder if we are going to have a heat wave like last summer. 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 No, summer. Summer. Đọc lại cả toàn câu. I wonder. I wonder. I wonder if we are going to have a heat wave like last summer. 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 Bởi vì âm ơ đây là âm ơ ngắn nên em phải summer. Dứt. Summer. Yes. Summer. Đọc lại toàn bộ cả câu này, Carol này. Oh, really? Oh, really? That's perfect. Because my kids have a pool party in the afternoon. I wonder if we are going to have a heat wave like last summer. No, last summer. Last summer. Yes, summer. Sắc huyền. Summer. Yes, okay, tiếp nào. Tiến bộ rồi đấy, luyến nhiều lên nha bạn Mão. Yeah. I don't think so. They say we are gonna get some thunderstorms over the weekend, so the rain should cool things off. That's good. Well, I'm off to the park. I'll catch you later. No, đừng có end up âm tơ đúng không? Later. No. Later. Later. Summer. Summer. Yes, đúng rồi. Dứt điểm như vậy. Later summer. Đọc từ nào từ này dứt điểm như vậy thì nhá. Ok nè, bài 16 nè. Tiến và Mai nói em. It's such a nice day. Chị Mai đọc trước rồi, chị Mai. It's such a nice day. Yes, it is. Yeah, it is. It looks like it may rain soon. Yes. Soon. It looks like it may rain soon. Rồi. Yes, and I hope that it does. Nghe tiếng Việt phải không cô? Không phải, vấn đề chỗ là em học kỹ theo đúng cái trình từ mà chị đưa ra nè. Nên bây giờ em đọc như vậy thì em học kỹ là em đọc khác đi nè. Trình từ từng bậc là em đọc khác. Tiếp nào. Why is that? I really love. Trời con trái mà. Mà là cái trái. Ngày nào cũng vậy quá. Lấy áo mẹ lấu nữa chứ. Cho em nhìn mắt mẹ cả, nhìn mắt cô chủ rồi coi nữa. Để cô chủ nhìn cái mặt đẹp trai của em coi nhé. Úi trời ơi. Cháu kháo ấy. Giờ này là giờ tí tủm mà lại ra thế ngồi. Con mắt rất là giống mắt em như vậy. Con mắt của con rất mạnh giống mắt em này. Nào nhỏ bé cũng có thêm hai thân chứ. Đúng luôn. Đừng nói phải học chứ, phải học với mẹ chứ. Con cũng phải học thôi, của con phải giỏi giống mẹ đấy. Bây giờ con đi vào chơi với ba để cho mẹ học nhá. Được không? Hảo nhỉ hả? Không, ngồi đây chơi coi mẹ đọc tiếng Anh nè. Thôi kệ, cho con đừng đỏ đi, con cho con đừng đỏ để em cứ đọc bình thường.
Tới lượt Tiên đấy, Tiên đọc với Tiên. Yes, and I hope that is theirs. Có khúc tên mà. Em bỏ thì nãy Sun, Sun xong tới em mà. Em Linda mà. Tới chị Mai. Là chị Mai, Peter. Chị Mai đã đọc cái câu đó luôn rồi đó. Chị Mai đã đọc câu Why is that? À, đọc rồi hả? I really love how rain clears the air. Me too. It always smells so fresh after it rains. Yes. Âm cuối của em đợt này tốt này, tiếp nào. Yes, but I love the night air after it rains. Oh, không đọc như vậy nghe tiếng. Yeah. But I love the night air after it rains. Trong cùng một luồng hơi. Yeah. Yes, but I love the night air after it rains. Đúng rồi, it rains. It rains. Yes. Really? Why is that? No, really. Trong âm nhạc. Really? Really? Why is that? Đúng rồi. Because you can see the stars perfectly. I really hope it rains today. Yeah, me too. Rồi, chữ mà perfectly thì chỗ đó âm p ở đây em là câm bởi vì là ba phụ âm được liên kề âm ca t l nên là perfectly chứ không gọi là perfectly. Âm t câm đúng không cô? Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, thêm một cái nữa đó là I really hope it rains today. I really hope it rains today. I really hope it rains today. Rồi tiếp nào, bài số 10 á, 17. Tiếp hai bài nói tiếp này. I really want to go to the beach this weekend. I really want to go to the beach this weekend. That sounds like fun. What's the weather going to be like? I heard that it's going to be warm this weekend. Is it going to be perfect beach weather? I believe so. Would I hope it doesn't cool off this weekend? I know, I really want to go to the beach. But you know that California weather is really unpredictable. You are right. One minute it's hot and then the next minute it's cold. I really wish the weather would just stay the same. I do too. That's great. We can have our activities planned ahead of time. Yeah, that would make things a lot easier. Okay. Tiên là có thể phát triển thêm được em này. Bởi vì là em bây giờ là học full time này. Không chị. Vẫn đâu phải full time, em vẫn đi làm mà chị. Ít nhất là không có bận rộn giống chị Mai về các chị đã có con nên là em có thể phát triển hơn được nữa đấy. Em tăng ca toàn 8 giờ thôi trời. Rồi, lớp bích chụp một cái ảnh nhá. Các bạn ngồi thẳng lưng đâu cổ thẳng. Tư thế yoga nào. Say cheese. Rồi, 2, 3, cheese. Biết ảnh đi lắm. Đấy là anh chị yếu cơ lớp đó. Mà còn thiếu hai bạn nữa. Lớp mình đang học rất là tốt. Ở cái nửa của Luca mà các bạn đã học như vậy rồi á, là các bạn học rất là tốt đấy. Thì các bạn sẽ có 52 ngày. 45 cộng 7 là 52 ngày. Là xong 45 bài. Xong rồi các bạn, đây là cái phần Luca Basic. Còn Intermediate và Advanced là các bạn sẽ học sau khóa học mà tự học. Để học để đấy, để các bạn nắm phương pháp đó là như thế nào. Xong rồi tự học cho nhiều cái nữa và tài liệu hàng chuẩn bị sẵn. Giống như Luca này vậy. Cô cho em hỏi là bài đọc của em vừa đấy cô có nhận xét gì không ạ? Em thấy em vẫn đang yếu ạ. Em yếu là tốt đấy đó. Đúng rồi. Nhưng
mà cái âm cuối á, là em làm tốt rồi đấy. Tốt rồi, rất là tốt cái âm cuối. Và bây giờ em luyện đồ thành thạo lên. Đọc nhiều giống như ha, một bài đọc bằng 50 lần là đọc chắc mà được như vậy đấy, là 50 lần. Mà nói em chỉ đọc một vài bài dài thôi bạn. Còn cái bài kia. Lại tuần trước được nghỉ nên là có thời gian ạ. Nhưng lần này đi làm thì cũng mẹ cũng muộn đấy. Mà như mai về muộn lắm cô ạ. Ngân hàng làm về muộn. Bây giờ hôm nay được nghỉ mùng 2 tháng 9 hè. Mà đang có không khí nghỉ gì hết. Không khí lễ hội gì hết.